Sau hơn một năm thi công, tối 8 tháng 1, Tổ hợp Trường Quốc tế Canada tại thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Buổi lễ còn có sự tham dự của ngài Sean Perry Stay, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục. Việc đưa vào hoạt động tổ hợp Trường Quốc tế Canada CIS Lào Cai là bước tiến mới cho quá trình hội nhập, tạo lập môi trường giáo dục chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trên địa bàn. Đây là một mảnh ghép rất quan trọng cho nền giáo dục và sự phát triển của Lào Cai. Sự lan tỏa về một mô hình giáo dục mới, một sự lựa chọn mới không phải của Lào Cai mà của các cái tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc và của cả nước và của các học sinh quốc tế tới đây cũng sẽ học tại ngôi trường này. Đó là cái sự lan tỏa về mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp Việt Nam và Canada và mối quan hệ hợp tác của tỉnh Lào Cai và Đại sứ quán của Canada. Trường Quốc tế CIS Lào Cai đã được Bộ Giáo dục tỉnh bang Alberta, Canada cho phép giảng dạy chương trình phổ thông chính thức. Toàn bộ đội ngũ giáo viên Canada cũng như chương trình học của nhà trường đều đạt tiêu chuẩn giảng dạy của Alberta. Bắt đầu từ năm học 2022-2023, CIS Lào Cai đã tuyển sinh đối với các khối từ lớp 1 cho đến lớp 8. Đến thời điểm này thì hai bạn nhà mình đã học được ở đây từ tháng 10 đến bây giờ đã là được 4 đến 5 tháng rồi. Và mình rất là cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con em mình tại Trường Quốc tế Canada. Các bạn ấy đã rất là tự tin khi thuyết trình hoặc là giao tiếp với cả mọi người. Tôn trọng bản sắc văn hóa của Việt Nam cũng như tại Lào Cai, thế nên là sự kết hợp của cả hai cái khía cạnh này tạo nên CIS Lào Cai trở thành một số 102, vừa có một chất lượng giáo dục giảng tuyệt vời từ đội ngũ giáo viên, vừa có một cái khung chương trình tuyệt vời của Alberta và vừa có một sự tôn trọng với nền văn hóa Việt Nam. Theo dự kiến, năm học 2023-2024, CIS Lào Cai mở thêm hệ đào tạo song ngữ từ lớp 1 cho đến lớp 12, cũng như mở rộng hơn nữa diện tuyển sinh, nhằm hướng đến mục tiêu trở thành trường phổ thông quốc tế hàng đầu khu vực.